từ sau tuổi 25 da của chúng mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự lão hóa, dễ dàng thấy nhất đó là nám. Và thật không dễ dàng để chị em có thể tìm được sản phẩm trị nám hoàn hảo khi mà trên thị trường có vô số các sản phẩm trị nám từ các nhãn hàng trong và ngoài nước. Mấy tháng trở lại đây thì trên các cộng đồng mẹ bỉm đang truyền tai nhau về công dụng của bộ sản phẩm Dara trị nám. Với công nghệ độc quyền và quá trình thử nghiệm lâm sàng chuyên sâu, thương hiệu Dara đã cho ra mắt bộ 3 sản phẩm gồm. Kem dưỡng da ban ngày Dara, kem dưỡng da ban đêm Dara, serum trị nám Dara có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Chống oxy hóa, giảm sắc tố melanin và đốm đen, tăng sự trắng sáng cho da xỉn màu, mang lại làn da trắng hồng, mềm mịn và tươi trẻ. Sản phẩm hứa hẹn sẽ dẫn đầu thị trường mỹ phẩm về các phương pháp điều trị nám tàn nhang. Lão hóa da, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm mỹ phẩm kem trị nám Dara. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như mỹ phẩm kem trị nám Dara bán ở đâu. Mỹ phẩm Dara Hàn Quốc có tốt thật không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích, mỹ phẩm kem trị nám Dara có tốt không? Dara được xem là giải pháp hỗ trợ làm mờ các vết nám, chống lão hóa, nuôi dưỡng và phục hồi qua từng lớp biểu bì da nhờ công nghệ chiết xuất siêu âm hiện đại. Với bộ sản phẩm của thương hiệu Dara, làn da được cải thiện thâm nám, phục hồi nhanh chóng. Chỉ sau 15 ngày đầu tiên sử dụng, các vết nám bắt đầu mờ đi, làn da được dưỡng ẩm trở nên mịn màng và có độ đàn hồi. Sử dụng hết liệu trình thứ hai, nhiều khách hàng đều cho phản hồi tích cực với hiệu quả mờ nám. Giúp làn da tươi trẻ, sáng hồng tự nhiên, bộ ba sản phẩm Dara được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP. Được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp phép và lưu hành sản phẩm được áp dụng công nghệ chiết xuất siêu âm trong quá trình bào chế giúp các dưỡng chất được bảo tồn tối đa làm gia tăng hiệu quả trị nám cho da đồng thời nguồn nguyên liệu được sử dụng trong mỗi sản phẩm của dara là các dược liệu đắt đỏ nhập khẩu trực tiếp từ hàn quốc như hoa anh đào nấm tuyết nhân sâm cúc vàng kết hợp với công nghệ chiết xuất sử dụng sóng siêu âm giúp bảo toàn được tối đa các hoạt chất sinh học của các dược liệu, đồng thời tăng hiệu quả thẩm thấu vào da cao gấp 20 đến 30 lần các sản phẩm thông thường. Mỹ phẩm kem trị nám Dara bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm mỹ phẩm kem trị nám Dara tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của mỹ phẩm kem trị nám Dara để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua mỹ phẩm kem trị nám Dara trực tiếp từ nhà sản xuất, bước 1 anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của mỹ phẩm kem trị nám Dara sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm mỹ phẩm kem trị nám Dara chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của mỹ phẩm kem trị nám Dara để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.